Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 30 tháng 5 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắng đáng chú ý sau đây. Giá heo cao nhất 5 năm qua, giá heo hơi tiếp đà tăng cao. Nguồn cung khan hiếm trong khi các nông hộ gặp khó khăn trong việc tái đàn khiến sản lượng không kịp hồi phục, theo tính toán của một số doanh nghiệp giá thành chăn nuôi heo hiện nay là 55.000 đồng 1 kg. Với giá xuất chuồng bình quân 68.000 đồng 1 kg, người chăn nuôi lãi từ 12.000 đến 15.000 đồng 1 kg heo hơi. Như vậy mỗi đầu heo xuất chuồng, 100 kg, có lợi nhuận từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một con. Các công ty chăn nuôi cũng không ngoại lệ, nhờ giá heo tăng cao, doanh thu thuần của công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam trong quý tháng 1 năm 2024 đã tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.292 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ giá vốn, lãi gộp của doanh nghiệp này đạt 172 tỷ đồng, tăng mạnh 172% so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm hiện tại trái ngược với diễn biến năm trước. Năm ngoái, giá heo hơi xuất trùng bình quân từ 48.000 đến 52.000 đồng một kg. Nông dân lỗ 5.000 đồng 1 kg. Ước tính, ở quy mô trang trại, chi phí chăn nuôi heo vào khoảng 55.000 đồng 1 kg trở lên, còn chăn nuôi nông hộ khoảng 60.000 đồng 1 kg, hộ nông dân phải chịu lỗ từ 5 đến 10 triệu đồng một con. Nhiều hộ nuôi lỗ hàng tỷ đồng, không còn vốn để tái đàn. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc. Bắc Giang đạt mức giá 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Yên Bái 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Lào Cai 68.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 69.000 đến 71.000 đồng 1 kg, Nam Định 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 70.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Thái Bình 70.000 đồng 1 kg, Hà Nam 69.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Hà Nội đạt mức giá 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang. 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Hòa Bình đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên, Thanh Hóa 68.000 đồng 1 kg, Nghệ An 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 67.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 66.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 66.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 67.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg.

Côn tùm 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 71.000 đến 72.000 đồng 1 kg, thành phố Hồ Chí Minh 70.000 đến 71.000 đồng 1 kg, Bình Dương 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 69.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Long An 70.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp 70.000 đồng 1 kg, An Giang 69.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 70.000 đến 71.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Tiền Giang 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg.